Mẫu ô tô điện cỡ nhỏ BIDE2 2023 vừa được hé lộ thiết kế, với giá chỉ từ 326 triệu đồng. BIDE2 2023 sẽ được trang bị mô tơ điện có công suất tối đa lên tới 70 kW, khoảng 95 mã lực. BIDE2 là mẫu ô tô điện cỡ nhỏ mang kiểu dáng hatchback đã lần đầu tiên chỉnh làng vào năm 2019. Sau 4 năm, hãng BID chuẩn bị bổ sung phiên bản mới của dòng ô tô điện này. Trước thời điểm đó, hãng BID đã tung ra những hình ảnh chính thức đầu tiên của E2 ở thị trường Trung Quốc. BID E2 thuộc dòng sản phẩm Ocean lấy cảm hứng từ đại dương của hãng BID. So với phiên bản cũ, BID E2 2023 thay đổi đáng kể về thiết kế ngoại thất nên trông trẻ trung và hiện đại hơn. Cụ thể, BID E2 2023 được trang bị khu vực chính giữa đầu xe đóng kín, tích hợp logo của hãng ô tô Trung Quốc. Bên cạnh đó là cụm đèn pha LED nhỏ gọn tích hợp giải đèn led định vị ban ngày và nối với nhau bằng nẹp màu đen nằm vắt ngang đầu xe. Chưa hết, BID 2 2023 còn được trang bị khe gió màu đen cỡ lớn, chia thành 3 khoang ở hai góc cản trước. Bên dưới là hốc gió, trung tâm hình thang khá rộng. Nhìn từ bên sườn, BID 2 2023 gây ấn tượng với những đường dập gân nổi bật và bộ vành hợp kim đa chấu phối hai màu. Thêm vào đó là tay nắm cửa, ốp gương chiếu hậu và anten vây cá sơn cùng màu thân xe ba gờ nóc màu bạc cũng như nẹp trang trí màu đen trên cửa. Cổng sạc của xe nằm trên chắn bùn trước bên phải. Phía sau BIDE2 2023 xuất hiện cụm đèn hậu LED hình tam giác, nằm vắt ngang đuôi xe. Cản sau của xe được tích hợp đèn phản quang và đèn lùi, cũng như khe gió giả nằm dọc ở hai góc. Theo thông tin đăng trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, mẫu ô tô điện này có chiều dài 4.260mm, chiều rộng 1.760mm, chiều cao 1530mm cùng chiều dài cơ sở 2610mm. Hiện hình ảnh nội thất chính thức của BIDE2 2023 vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, qua hình ảnh chụp nội thất của xe chạy trên đường thử, có thể thấy thiết kế quen thuộc của thương hiệu BID. Bên trong mẫu xe này xuất hiện ghế thể thao với viền màu đỏ, vô lăng vắt đáy, cửa gió điều hòa hình tròn và cần số ngắn trên cụm điều khiển trung tâm. Theo hãng BID, mẫu xe này sẽ được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm có thể xoay ngang hoặc dọc với kích thước 10,1 in ở bản tiêu chuẩn và 12,8 in ở bản cao cấp. Cả hai màn hình đều đi kèm mạng lưới kết nối thông minh Z-Link. Bên cạnh đó là bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 8,8 in, hiển thị các thông tin của hệ thống an toàn chủ động ADAS. BIDE2 2023 sẽ được trang bị motor điện có công suất tối đa 70kW, khoảng 95 mã lực. Đáng tiếc là thông tin về dung lượng pin và quãng đường di chuyển của xe sau khi sạc đầy pin vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, mẫu ô tô điện được phát triển dựa trên cơ sở gầm Bf Platform 3.0 của hãng BYD này sẽ đi kèm hệ thống bơm nhiệt hiệu suất cao tiêu chuẩn, sử dụng công nghệ làm mát trên sưởi ấm trực tiếp để điều tiết nhiệt độ của pin. Nhờ đó, quãng đường di chuyển của xe sẽ được cải thiện 10% vào mùa đông. Giá mở bán của BYD e2 2023 tại thị trường Trung Quốc giao động từ 95.800 145.800 nhân dân tệ, khoảng 326 497 triệu đồng. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.